Chào các bạn nhé. Hôm nay mình xin hướng dẫn các bạn cách claim nhận được 5 triệu đồng token Shibadao. Thì một số thông tin về đồng token này. Số tổng vốn phát hành là 1 triệu tỷ. Nó có 574 tài khoản holder và phát sinh 1.274 lần giao dịch nhé. Rồi, thì đầu tiên các bạn truy cập vào link website claim.net. Link truy cập website được mình để phần dưới mô tả video. Các bạn nhấp vào cái phần link lấy thông tin token nhé. Sau khi đã vào được website thì các bạn làm theo hai bước hướng dẫn trên website cho mình. Bước 1, các bạn sao chép quan trắc. Các bạn có thể sử dụng nút copy quan trắc nhanh ở đây và quay sang ví MetaMask hoặc ví chốt Toilet nhé. Các bạn thêm địa chỉ token vào ví cho mình. Thêm token. Khi mà lo lỗi như này thì các bạn quay ký hiệu là nhập vào giờ, ký hiệu của nó là SHID. Các bạn nhấp vào đây. Số tập phân là 9 nha. Rồi, các bạn nhấp tiếp theo. Nhấp thêm token. Sau khi đã thêm được địa chỉ token một ví này, các bạn quay trở lại website calama.net. Truy cập vào bước 2, cái link rút gọn đây nhé. Để nhận token. Các bạn ở đây các bạn sẽ có thể bỏ một số vốn ra mua cái đồng này trước để chờ cơ hội nhiều lần tài khoản. Còn nếu bạn bạn cần làm thì các bạn nhấp vào phần này nhé. Cần làm là đó, yêu cầu đây. Nhấp vào tiếp theo, cần làm là đó. Đây có các đôi ví thì các bạn nhấp tiếp theo, nhấp cái lô ví. Rồi, các bạn nhấp vào tiếp. Nhấp tiếp lại cái nam này. Đang bị đơ cả các bạn ạ. Và một ký khác thì mình đã được đây đã test được của Sibadao đây rồi. Được rồi, ok. Nó do cái mạng đúng không? Các bạn nhấp chờ một tí, các bạn nhấp đi nhấp lại để nó ra cái đối với ví là cái ví ga này là ok nhá. Ví ga là 0.000553 BNB, các bạn nhấp xác nhận cho mình. Giao dịch đang được xử lý đây. Các bạn nhớ thường xuyên theo dõi website claim.net nha, để cập nhật những dự án những kỹ thuật tổng tích cực mới nhất được bên mình cập nhật trên web hàng ngày nha. Nếu bạn chưa có tài khoản giao dịch các sàn Binance trên Metalo, MC, OKX, Huobi và nhiều tài khoản giao dịch các sàn các bát khác, các bạn có thể vào đây để đăng ký ủng hộ kênh nha. Rồi mình hướng dẫn các bạn cách để nhận được 5 triệu đồng token Shibadao. Thì các bạn có thể ủng hộ kênh bằng cách đăng ký kênh và bật chuông thông báo để cập nhật những video mới nhất được mình cập nhật lên web nha. Video mới nhất nha, để không bỏ lỡ một cái dự án miễn phí phần thưởng token nào nha. Video sẽ được kết thúc tại đây. Cảm ơn các bạn đã xem video. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn nha.